Với gợi ý từ ban tổ chức là hãy tìm chiếc hộp đựng nhiệm vụ được đặt trong hồ bơi. Mình chỉ có một cái khu vực hồ bơi này thôi đúng không chú? Đúng rồi. Vậy con phải tìm một cái hộp ở dưới hồ bơi con. Phải có áo bơi mới đi vô được. Áo bơi. Dạ con cảm ơn chú. Giữa hồ bơi lớn như thế này, làm sao Thu Thảo tìm ra chiếc hộp? Cùng chờ xem cô ấy sẽ vượt qua thử thách đầu tiên như thế nào nhé. Chị nhờ xíu đi. Dạ. Anh là người trao nhiệm vụ cho em. Dạ. Anh có một điều chân thành muốn trao đổi với em. Có những vùng trong đất nước mình, người dân tắm bằng nước mặn và sau đó chỉ tắm từ với một ca nước ngọt. Anh trao nhiệm vụ này cho em, mong em mang lại niềm vui cho những người dân nghèo như vậy. Anh cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn. Và thưa quý vị thân mến, nếu như mà những người dân vùng nhiễm mặn Tiền Giang vô cùng hạnh phúc với công trình ống dẫn nước được lắp đặt, thì người dân nghèo Bến Tre cũng vui mừng không kém khi được hỗ trợ xây dựng bể chứa nước cho người nghèo trong tình trạng nhiễm mặn hiện nay. Và đó cũng là dự án mà bạn Lục Thị Thu Thảo, số báo danh 226 thực hiện. Tháng 2 năm 2016 đến nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã phải chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng từ hạn hán và xâm nhập mặn. Mọi người hãy theo chân Thảo đến với xã Quế Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để cùng tìm hiểu xem cuộc sống của người dân nơi đây như thế nào nhé. Hiện tại chúng tôi đang trên đường đến nhà của chị Diễm, người có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ở nhà mình thì ở cái mùa hạn hán vừa rồi á chị, thì mà mình không có đàn ông để mà xách nước thì ba mẹ con phải xách nước cực khổ lắm chị. Cũng cực, thiếu nước nấu ăn, thiếu nước tắm cũng có nữa. Dạ. Chị cũng mong muốn là có được cái hộp nước để cho bé đồ sinh hoạt hàng ngày tắm rửa rồi vậy đó. Rồi con có thích gì không? Con có thích có được một cái chỗ mà hồ, cái bể chứa nước mà để xài không cho con tắm thoải mái không? Dạ có. Thích cái bể hình vuông. Hình vuông hả? Thích cái bể hình vuông à? Còn bé gái con thích cái bể như thế nào? Hình vuông dạ, hay hình tròn? Con thích hình tròn. Con thích hình tròn hả? Hai anh em xù xì cho chị coi, ai thắng thì chị sẽ xây cái bể theo hình của người đó muốn nha. Anh hai nè, nếu mà em thắng là em có nhường em không? Dạ có. Con là anh, em có. Còn em con là em. Cô bệnh vậy rồi có ai chăm sóc con không? Con mình nè. Trời con ơi. Đứa con nó đi mà mướn nè. Con thấy ở trước mình có cái mương á cô. Là nước cái đó mình có được lấy xài để tưới cây hay gì không? Ừ, hổng nó khô ha, cô chắc á. Dạ. Chắc lên lóng phèn. Ở lóng phèn thế phèn không mà nó xịn nó hôi lắm. Bình thường cho gánh vô rồi lóng phèn rồi tắm. Chị mong ước chị Thu phải mình bớt mắc nợ có tiền á, mình đổ bạn cái ống nước nữa. Dễ dạ. Như đang có nước xài. Chú ở đây với ai chú? Chú ở con mình. Có mình thôi chú. Mà đi lại khó khăn đi, quá. Đi đứng thì nó hơi khó khăn. Chú nhờ mấy đứa con nó đi làm mướn, hàng tháng nó gửi tiền về mà nó nuôi tôi. Chú ơi, con thấy ở đây hơn chục cái lu này nè, rồi mình xài chừng tháng là hết rồi hả chú? Chú có ước muốn gì giống như là mình có một cái chỗ nào mà lớn để mình chứa nước mà giữ được lâu dài hơn chú? Mà cái mơ ước cái đó là mơ ước mà tôi mơ ước dữ lắm cô. Không, dạ. Không biết chừng nào mà được. Cái đoạn clip vừa rồi tôi thấy bạn có một cách tiếp cận với những cái đối tượng mà mình chuẩn bị để giúp cũng rất sức là chân thành, rất là thật thà. Điều này là tôi luôn luôn khuyến khích các bạn làm sao đó chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, những cái cảm xúc nó đủ để khi mình tiếp xúc với cái đối tượng người ta không có bị ngỡ ngàng, người ta có một cái sự đồng điệu với nhau thì cái việc giúp đỡ của mình nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đó là một cái tín hiệu tốt. Tôi cũng sẽ chờ xem ý kiến của các bình luận còn lại. Đến với đoạn clip, anh có thể suy đoán một em là hướng dẫn viên du lịch, hai em là MC, đúng không? Em làm nghề gì? Dạ em mới là sinh viên năm nhất thôi ạ. Em có làm hoạt động trong trường dạ, không? Dạ trong trường thì em nằm trong ban phát thanh. Đấy, phải có một cái công việc gì về public speaking, có nghĩa là dạ. Nói trước công chúng thì em mới có thể nói được như vậy. Thực ra là trong ban phát thanh của em thì sẽ có người soạn nội dung và em chỉ đóng vai trò là đọc thôi ạ. Em là một cô bé tiếp cận nhân vật tốt, khai thác câu chuyện tốt và thậm chí thấy một đoạn clip ngắn em khai thác được nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện khác nhau, có nghĩa là cái ngày của em đi đó em sử dụng triệt để. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ban bình luận và
Có lẽ là những hình ảnh vừa rồi thì cũng đã cho thấy cái phần chuẩn bị của bạn rồi. Còn bây giờ thì Ái Phương xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần kết quả dự án của bạn ấy ạ. Chỉ vài ngày nữa, 58 hộ dân ở vùng đất Quế Điền này sẽ nhận được niềm vui mới trong cuộc sống thường nhật. Niềm vui trữ được nước ngọt và quên đi muộn phiền của những ngày khác bởi nước nhiễm mặn. Buổi lễ bàn giao dự án được diễn ra trong sự mong đợi của người dân. Ngay những cái ngày mà Thảo đi khảo sát và thăm hỏi người dân, cái hình ảnh mà đầu tiên mà làm cho Thảo nhớ nhất đó là hình ảnh mà bà Nguyện, bà rất là lớn tuổi mà phải sống một mình. Và điều này là khiến cho Thảo nhớ đến bà ngoại của mình và chị Thảo tắm cho con chị. Cái nước mà tắm thực ra không sạch tí nào, nhưng mà nhìn thấy hai mẹ con tắm rất là vui, làm bản thân Thảo không thể nào mà kìm được cái nỗi xúc động khi mà thấy bà con ở đây phải khổ như vậy. Và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho Thảo cảm nhận được là mình thật sự là may mắn tham gia chương trình để giúp đỡ bà con, mà giao cái vai trò này cho thí sinh Lục Thị Thu Thảo. Cô ấy đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, thì Liên Về Du Thái cũng đã đạt được cái mục đích là để giúp bà con trong cái khu vực đó có nước sạch để sinh hoạt. Leo lên giờ hoài giờ quỷ à, cứ rờ rẫm giờ hoài, ai lại tới cũng khoe hết. Giờ được cái bệ mà chứa nước vậy mà tôi mừng hết lắm. Cái 4 giờ mấy cái dậy nên con dậy cũng mở cửa ra dòm, mừng hết sức mừng. Dạ. Bệnh mà thấy cũng bớt bệnh hết phân nửa. Bớt bệnh hết phân nửa. Hãy chia sẻ tình yêu thương nhiều hơn, bởi vì bên cạnh câu chuyện về nước, những gia đình mà Thảo đã đi qua còn gặp rất nhiều khó khăn như nghèo đói, bệnh tật, rất cần bàn tay của chúng ta chia sẻ. Xin mời ban bình luận ạ. Các anh chị sau khi xem kết quả của bạn thì thấy như thế nào ạ? Có hài lòng không ạ? Nói cái ý vừa rồi đi Minh. Trước khi nói cái ý vừa rồi, chị nói cái ý cũ. Baby, em bé của chị ơi, em sẽ còn đi một con đường dài. Và để tiếp cận chiếc vương miện hoa hậu, em sẽ đi qua nhiều vòng chất vấn. Và theo như chị biết, theo như chị được biết là những cái vòng thi có chất vấn là những vòng thi đáng sợ nhất đối với các em, đúng không? Vấn đề không phải là ai trả lời lưu loát và nhanh, mà là đôi khi tụi chị hay là các ban giám khảo sau này không phải là những người gây nguy hiểm cho em, mà chính các em là những người gây nguy hiểm. Câu trả lời vừa rồi của em nó để lộ cho chị thấy rằng là khi mà em ngồi em tiếp cận với nhân vật, cái điều mà tư duy của em tập trung vào không phải là làm cái gì cho người ta bây giờ, hoặc là đứa nhỏ nó muốn cái gì, mà đặt câu hỏi như thế nào cho thông minh để có cái chất lượng lên sóng. Em đã lý giải điều đó rất rõ ràng trong cái câu trả lời của em. Em rất thật thà, điều đó chị yêu quý của em. Nhưng mà mấy cái cô nhỏ như vậy á, lại thường được việc. Hiệu quả thật sự, bà con mình rờ lên được cái thành bể nước. Và chính em, cô gái nhỏ đứng đó, nhìn thấy nó cải thiện đời sống của bao nhiêu hộ dân như vậy, đã minh chứng sự được việc đó. Em cảm thấy là bây giờ em tặng cho người dân một cái bể, nhưng mà trong cái bể đó vẫn chứa cái nước mà chưa đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thì em cảm thấy là giống như cái mình chưa làm tới cùng, mình vẫn chưa thể làm hết sức mình và vẫn chưa thể cải thiện được cái vấn đề gọi là sức khỏe. Mình chỉ cho họ được đủ nước thôi, còn sức khỏe thì lại thiếu, em vẫn chưa hài lòng. Chúc mừng các anh về một cái cô thí sinh tuyệt vời. Đây là cái điều mà tôi tìm thấy trong một đại sứ hoạt động xã hội. Đó là không bao giờ đủ tốt và luôn luôn dày vò mình rằng là không bao giờ mình làm đủ tốt. Và điều em nói vừa rồi thuyết phục chị hơn tất cả mọi hình ảnh đó. Trời ơi, đúng cái điều tôi đi chốt thì chị toàn chốt của tôi. Xin cảm ơn ban bình luận rất là nhiều ạ. Và Ái Phương rất là vui, bởi vì thật sự ở đây không chỉ là bạn hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, mà bạn có một cái sự quan tâm thực sự. Và đây cũng là một cái tấm gương mà cho chúng ta phải có một cái sự trăn trở về cuộc sống quanh mình. Và một lần nữa chúc mừng bạn. Đúng cái điều tôi định nói thì chị nói toàn thế thôi. Đúng cái điều anh định nói thì đúng đấy. Cố gắng lên em.
thì em chỉ muốn là thêm một ngày nào đó, một buổi để kêu gọi người dân lại, hướng dẫn cái cách mà người dân hứng nước mưa cũng như là xử lý nước vậy thôi ạ. Chứ em con không muốn là em quá. không phải là cầu kỳ nhiều quá. Hay quá, em dạ. Chuẩn luôn đấy, em rất rất đúng luôn. Làm những cái điều tốt cho cuộc sống này bao nhiêu cũng không đủ. Hãy tiếp tục làm việc, không chỉ em, tất cả mọi người chúng ta hãy làm những điều tốt cho mọi người xung quanh. Cảm ơn Thảo rất là nhiều.